Cô chào các con Chào mừng các con đã đến với kênh học bài ở nhà của cô Môn học vần lớp 1 Trong chương trình sách giáo khoa mới Bộ sách Cảnh Diều Các con lật sách ra Trang 108, 109 Hôm nay các con học bài 59 Vần ân, vần ất Trước khi học bài, các con đọc bài vừa qua các con đã học cho cô Các con lắng nghe cô đọc bài. <laughs> Ở nhà Hà. Nhà Hà có bà và ba má. À, có cả bé Hà, có cả Hà và bé Lê nữa chứ. 6 giờ, Hà giúp má sắp cơm, ba cho gà ăn, bà rửa mặt cho bé Lê. Kế đó, cả nhà ăn cơm. 7 giờ, ba má dắt xe đi làm. Hà ra lớp bà đưa bé lê đi nhà trẻ các con đọc rất tốt chúng ta cố gắng đọc tốt hơn nữa để bài đọc của các con được lưu lót và trôi chảy các con chuyển sang bài học mới hôm nay các con học phần gì hôm nay các con học phần ân phần ân được kết hợp bởi mấy âm đó là những âm nào các con nêu cho cô Vần ăn được kết hợp bởi hai âm âm ở đứng trước âm n đứng sau đánh vần cho cô ở n ân ở n ân ở n ân đọc trên cho cô ân vần mới thứ hai được tạo nên bởi hai âm âm ở đứng trước âm tờ đứng sau các con có thể đánh vần được cho cô xem nào đánh vần cho cô ở tờ ớt ớt ở tờ ớt ớt đánh vần cho cô ở n ăn ăn ở tờ ớt ớt cô sẽ giới thiệu các các con hai vần ăn ớt chữ viết thường ở n ăn ăn ở tờ ớt ớt đây là chữ viết thường chúng ta chuyển vào bài học Hôm nay các con học bài 59. Ở nở ân, ở tờ ớt. Các con làm quen với tranh vẽ. Hình ảnh thứ nhất vẽ gì? À, đây là cái cân. Đây là cái cân các con. Cân đây là cân điện tử. Cân có nhiều loại. Cân sách, cân à, đĩa, cân bàn, rồi cân điện tử, vân vân Có cân tiểu ly nữa. Nhưng hôm nay chúng ta học từ mới là cân các con cho cô biết tiếng cân âm nào đứng trước vần nào đứng sau âm cờ đứng trước vần ân đứng sau âm nào học rồi âm cờ học rồi các con đánh vần cho cô cờ ân cân cờ ân cân cờ ân cân đọc trên cho cô cân các con đọc lại ở n ân cờ ân cân cân quạt hình ảnh thứ hai vẽ gì các con hình ảnh thứ hai vẽ hai người đang đấu vật nhau ở trên khán đài đây là một môn ở à, đây là một môn thể thao đấu vật từ hôm nay các con học là vật vậy các con phân tích cho cô tiếng vật âm vờ đứng trước vần ất đứng sau dấu nặng dưới âm ở Vậy âm nào học rồi? Âm vờ học rồi. Vần ất hôm nay các con học. Đánh vần cho cô. Vờ ất vất nặng vật. Vờ ất vất nặng vật. Vờ ất vất nặng vật. Đọc trơn vật. Các con đọc lại. Ở n ân. Cờ ân cân. Cân. Ở tờ ớt Vờ ất vất nặng vật. Vật. Vậy vừa rồi các con học được mấy vần à học hai vần vần ân vần ớt nêu cho cô điểm giống nhau và điểm khác nhau của hai vần này giống nhau đều có âm ớ, âm ở đứng đầu vần đều có âm ở đứng đầu vần khác nhau ở điểm vần ân được kết thúc bằng âm n Vần ấp được kết thúc bằng âm tờ. Các con chuyển sang phần tiếp theo. Bài tập 2. Rút bóng vào hai khung thành cho đúng. Rút bóng vào hai khung thành cho đúng. Khung thành thứ nhất có vần gì các con? Vần ân. Khung thành thứ hai có vần gì các con? Vần ớt Để sút bóng đúng vào khung thành Thì cô và các con sẽ lần lượt đọc lại các từ cho cô Đất Sơn Lật đật Phấn Mật Tất Mật vậy bây giờ các con sẽ lần lượt sút bóng vào khung thành nha phấn đúng rồi có vần ân vào khung thành ân tiếp theo sân vào khung thành ân mật vào khung thành ân các con đánh vần phờ ân phân sắc phấn phấn sờ ân sân sân mờ ân mân nặng mặn mặn vậy không thành có vần ân có ba tiếng tiếp theo không thành có vần ất nào à đất có vần ất tiếp theo mật có vần ất lật đật từ lật đật có vần ất tiếp theo tất có vần ớt. Như vậy, ở khung thành vần ớt có bốn tiếng và từ. Các con đánh vần cho cô. Đờ đất sắc đất, đất, m ớt mất nặng mật, mật, tờ ớt tất sắc tất, tất, l ớt nặng lật, đờ đất nặng đật, lật, đật. Cô khen các con đã sút bóng vào khung thành đúng rồi các con chuyển sang phần 3 tập đọc. Bài tập đọc của các con hôm nay chủ đề là chủ nhật, đề bài là chủ nhật các con đọc cho cô. Chủ nhật. Các con đọc lại. Chủ nhật. Ở đây đây là gia đình của Bi. Gia đình của Bi gồm có bố, có mẹ đây là là bi à đây là bi và đây là bé ly vậy ngày chủ nhật trong gia đình này mỗi người làm những việc gì thì các con sẽ tìm hiểu qua nội dung của bài tập đọc hôm nay các con lắng nghe cô đọc mẫu chủ nhật Chủ nhật bố mẹ Bi ở nhà. Mẹ làm phở bò. Bố giặt rũ. Bi cho gà ăn. Bé Ly rửa mặt. Rửa chân cho búp bê. Cả nhà ăn phở. Mẹ ăn chậm nhất. Vì vừa ăn, vừa cho bé Ly ăn. Bi phụ bố rửa bát. Mẹ thì xem vợ của Bi. Gọt gù đi khá lắm vậy để đọc bài lưu loát và trôi chảy cô và các con sẽ đọc những từ khó đọc có trong bài giặt rũ các con đọc lại giặt rũ giặt rũ đều có âm di cả rửa mặt rửa mặt rửa mặt chậm nhất chậm nhất các con đọc lại chậm nhất rửa bát rửa bát gật gù gật gù gật gù trong này còn từ của đề bài chủ nhật chủ nhật vừa rồi cô đã hướng dẫn các con đọc từ khó có trong bài vậy để đọc bài chính xác Cô và các con sẽ tìm hiểu qua bài này có bao nhiêu câu. Đầu câu được viết hoa, cuối câu có dấu chấm câu. Chúng ta tính xem có bao nhiêu câu. Từ chủ đến nhà, câu 1. Từ mọ mẹ đến bò, câu 2. Từ bố đến rũ, câu 3. Bi đến ăn, câu 4. Bé tới búp bê câu 5 cả đến phở câu 6 mẹ cho đến bé ly câu 7 bi đến rửa bát câu 8 mẹ cho đến gật gù câu 9 và cuối cùng là bi khá lắm trong hoặc kép câu 10 cô và các con. Theo dõi thêm, trong các câu này còn có tên riêng Bi Ly được viết hoa trong nội dung bài. Các con lần lượt đọc câu 1. Câu này được ngắt hơi ở dấu phẩy ngay vị trí chữ nhật. Các con đọc. Các con đọc lại. Chủ nhật bố mẹ đi ở nhà. Các con đọc lại. Chủ nhật bố mẹ đi ở nhà. Các con chuyển sang câu 2. Đọc theo cô. Mẹ làm phở bò. Mẹ làm phở bò. Qua câu 3, bố giặt giũ. Các con đọc lại. Bố giặt rũ. Chuyển sang câu 4. Các con đọc. Bi cho gà ăn. Bi cho gà ăn. Các con chuyển sang câu 5. Bé ly rửa mặt. Rửa chân cho búp bê. Câu này các con ngắt hơi ngay dấu phẩy ở vị trí chữ mặt. Các con đọc lại. Đọc theo cô. Bé Ly rửa mặt, rửa chân cho búp bê. Các con đọc lại. Bé Ly rửa mặt, rửa chân cho búp bê. Chuyển sang câu 6. đọc lại cả nhà ăn phở cả nhà ăn phở các con chuyển sang câu 7 các con đọc lại mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé ly ăn Các Con đọc lại Mẹ ăn chậm nhất Vì vừa ăn vừa cho bé ly ăn Các con chuyển sang câu 8 Các con đọc lại Bi phụ bố rửa bát Bi phụ bố rửa bát Chúng ta quyết chuyển sang câu 9. À. Mẹ thì xem vợ của bi gật gù. Câu này các con ngắt hơi dấu phẩy ngay vị trí chữ bi. Mẹ thì xem vợ của bi gật gù. Chuyển sang câu 10. À, bi khá lắm. Các con đọc lại. Bi khá lắm. Vừa rồi cô và các... đã hướng dẫn các con đọc từng câu một. Bây giờ chúng ta chuyển xem tìm trong bài có bao nhiêu đoạn. Từ chữ chủ đến chữ B, búp B, đoạn 1. Từ chữ cả cho đến âm câu 2 đoạn 2 và chữ bi cho đến hết bài là đoạn 3 cô phân ra làm 3 đoạn. Các con lần lượt đọc từng đoạn 1. Các con đọc lại. Chủ nhật bố mẹ bi ở nhà. Mẹ làm phở bò, bố giặt rũ, bi cho gà ăn. Bé Ly rửa bát, rửa chân cho búp bê. Các con chuyển sang đoạn 2. Cả nhà ăn phở, mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé ly ăn. Các con đọc lại. Cả nhà ăn phở, mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé ly ăn. Các con chuyển sang đoạn 3. À, Bi phụ bố rửa bát, mẹ thì xem vợ của Bi gọt gồ, Bi khá lắm. Cô và các con sẽ đọc lại toàn bài Các con đọc lại. Đọc theo cô. Chủ nhật. Chủ nhật bố mẹ đi ở nhà. Mẹ làm phở bò. Bố giặt rũ. Đi cho gà ăn. Bé ly rửa mặt rửa chân cho búp bê cả nhà ăn phở mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé li ăn bi phụ bố rửa bát mẹ thì xem vợ của bi gật gù bi khá lắm các con sẽ đọc lại lần 2 với tốc độ nhanh hơn. Chủ nhật Chủ nhật bố mẹ đi ở nhà. Mẹ làm phở bò, bố giặt rũ, bi cho gà ăn. Bé ly rửa mặt, rửa chân cho búp bê. Cả nhà ăn phở, mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé ly ăn. Bi phụ bố rửa bát, mẹ thì xem vợ của Bi gật gù, Bi khá lắm. Các con lắng nghe cô đọc lại. <laughs> chủ nhật, chủ nhật, bố mẹ Bi ở nhà, mẹ làm phở bò, bố giặt rũ, Bi cho gà ăn, Bé Ly rửa mặt, rửa chân cho búp bê. Cả nhà ăn phở, mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé Ly ăn. Bi phụ bố rửa bát, mẹ thì xem vợ của Bi gật gù. Bi khá lắm. Các con chuyển sang ghép đúng. Cô có các thẻ từ, thẻ thứ nhất là Bi, thẻ thứ hai là Bé Ly. Ở đây có thẻ câu, thứ nhất rửa mặt, rửa chân cho búp bê. Thứ hai, cho gà ăn, phụ bố rửa bát. Thứ ba, gật gù bi khá lắm. Vậy thì ở hai thẻ trên, bi bé ly sẽ ghép đúng vào phần nào? Vào ý nào? Đúng rồi. Bi cho gà ăn, phụ bố rửa bát. Ý thứ hai, bé Ly rửa mặt, rửa chân cho búp bê. Cô khen các con. À, đã nối đúng, giỏi lắm. Còn câu cuối cùng là sao hả? Câu 3, gật gù bi khá lắm. Thì là ý đây là của ai trong theo nội dung bài các con? À, ý đây là má. Các con chuyển sang ta đọc toàn bài. Ở nợ ân, cờ ăn cân ở tờ ớt vờ ớt vất nặng vật vật đọc bài chủ nhật chủ nhật bố mẹ đi ở nhà mẹ làm phở bò bố giặt giũ bi cho gà ăn bé ly rửa mặt rửa chân cho búp bê cả nhà ăn phở mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé ly ăn Bi phụ bố rửa bát, mẹ thì xem vợ của Bi gật gù. Bi khá lắm. Chúng ta đọc xuống phần dưới. Ân, cân, ớt, vật. Vậy bài học hôm nay của các con có mấy vần? Đó là vần nào? Vần ân, vần ớt. Tiếng nào có vần ân? Tiếng cân có vần ân. Tiếng nào có vần ớt? tiếng vật có vần ất và đây là vần ân ất được in thường và khi viết ta viết chữ viết thường các con đọc lại ở n ân ân ở tờ ất ất tiết học của các con đến đây đã hết rồi cô chào các con chúc các con chăm ngoan học giỏi hẹn các con ở tiết học sau các con sẽ học tốt hơn nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.